Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ban Liên lạc Hội Cựu Chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An Quân khu 7, khu vực phía Bắc phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, tổ chức gặp mặt truyền thống Cựu Chiến binh Tiểu đoàn. Tới dự có Thượng tướng Võ Minh Lương, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 3. Về phía tỉnh Hưng Yên có đồng chí Đỗ Tiến Sĩ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, đồng chí Đại tá Nguyễn Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Tiểu đoàn 1 Long An được thành lập ngày 17 tháng 6 năm 1960 với tiền thân là Đại đội 1 cơ động. Đến ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng và trong chiến tranh biên giới Tây Nam, tiểu đoàn đã tham gia hàng trăm trận đánh, tiêu diệt hàng nghìn tên địch, phá hủy tịch thu nhiều vũ khí, khí tài quan trọng hiện đại của đối phương. Tiêu biểu là trận đánh cầu chữ Y trong chiến dịch Mậu Thân 1968. Trong một thế trận không cân sức, nhưng tiểu đoàn đã tiêu diệt hàng trăm tên địch cùng 12 xe tăng, 4 máy bay và nhiều phương tiện khác. Với những thành tích đặc biệt, tiểu đoàn đã được Đảng, Nhà nước 3 lần phong tặng danh hiệu đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân vào các năm 1970, 1979, 1983 và Trung ương trao tặng 8 chữ vàng, trung dũng kiên cường, toàn dân đánh giặc. Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Đơn, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng biểu dương tinh thần đoàn kết vượt khó của các đồng chí cựu chiến binh Tiểu đoàn 1 Long An trong chiến tranh cũng như trong cuộc sống đời thường, dù ở điều kiện hoàn cảnh nào vẫn luôn giữ vững và phát huy phẩm chất tốt đẹp bộ đội Cụ Hồ. Đồng chí mong muốn các cựu chiến binh tiếp tục tuyên truyền giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay, phấn đấu vươn lên trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và phát triển kinh tế.